Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Nói chung là thêm một tuổi mới, hình như là sức khỏe nó đi xuống ấy không ạ? Bị kiểu giãn dây cơ lưng ấy, hơn một tuần nay đau vãi chưởng luôn ấy, không làm được cái việc gì cả. Nói chung là chán. Và trong cái video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ nói về một cái sản phẩm không phải là mới nữa, bởi vì là họ vừa ra mắt phiên bản H24 Outperform. Đó, đây là chai nước hoa có tên là Charimas OG Free đó. Thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ vẫn nói chuyện về cái mùi hương của nó như thế nào, những cái ưu điểm của nó ra làm sao, những cái nhược điểm mà mình cảm thấy là ở chai nước hoa này còn tồn tại, và cái cuối cùng là chúng ta có nên sở hữu chai nước hoa này hay không. Thì đấy sẽ là những cái gì mà chúng ta sẽ nói chuyện về chai nước hoa của nhà Hermes này. Còn bây giờ anh em mình, let's go! Tiếp theo chúng ta hãy nói về mùi hương của Terre Hermes OG Free. Thành phần mùi hương của chai nước hoa này là gồm những cái nốt nguyên liệu nào? Thì theo như trên Fragrantica họ list ra thì top note của nó đó là quả chanh yên, middle note đó là quả bách xù, tiêu timu, và base note của nó đó là tông gỗ và nốt nước khoáng. Perfumer chế tạo ra sản phẩm này của nhà Hermes đó là Christine Nager, có thể là. Và đây, chị này cũng là người đã chế tạo ra mùi hương H24. Về cảm nhận của mình, khi mà mình mới xịt chai nước hoa này, cái open note của nó làm mình nhớ đến một chai nước hoa ra mắt khá là lâu rồi. Đó là một sản phẩm của nhà Issey Miyake và nó có tên là Le Lycée Pour Homme. Mình không nói rằng đây là hai chai nước hoa có nét tương đồng, mà mình nói rằng là cái open note của nó làm mình liên tưởng đến chai nước hoa này, bởi vì cái tông citrus trái cây và cái mềm mại một chút ngọt giống như kiểu cái vị quýt ấy, nó mở ra và nó rất là nó làm mình nhớ đến chai nước hoa của nhà Issey Miyake, cũng cái kiểu style kiểu như vậy đó. Và sau khoảng 15-20 phút thì nói thật là mình thấy một cái gì đấy nó hơi cay nồng, có thể là của vetiver hoặc là một chút gỗ, cái đặc trưng tiêu biểu của Terre Hermes phiên bản Eau de Toilette, một chai nước hoa có thể gọi là kinh điển dành cho nam giới đó. Thì và đến sau khoảng 30 phút đến cái dry down nó vẫn là như thế, một cái bị thơm ngọt nhẹ nhẹ của quả chanh và cái tông như mình đã nói, cái tông cay nồng của vetiver cùng với nốt gỗ, nó dry down và nó không có gì biến chuyển đó. Thì có thể gọi rằng ở chai nước hoa này nó là cái gì? Nó giống như kiểu là một phiên bản nhẹ của Terre Hermes Eau de Toilette cộng thêm cái vị thơm, cái vị ngọt của quả chanh yên đó. Còn thì nó vẫn là cái chất cay nồng nhẹ nhàng tiêu biểu đặc trưng của dòng Terre Hermes. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về những cái ưu điểm của sản phẩm của nhà Hermes. Điều đầu tiên đó là nếu như anh em nào chúng ta yêu thích cái phong cách mùi của Terre Hermes thì ở phiên bản flanker này, OG Free, chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái tông mùi hương nó trẻ trung hơn. Thật ra bởi vì Terre Hermes Eau de Toilette nó có một cái dở đôi khi là nó hơi kiểu như là nó hơi một cái gì đấy, nó hơi classic, nó hơi một cái gì đấy, nó hơi già dặn đó. Thì nó đổi lại thì những anh em nào mà vẫn còn trẻ trung thì chúng ta xài cảm thấy nó hơi bị lệch tông. Tuy nhiên ở phiên bản OG Free này thì nó vẫn là cái chất mùi đấy, thế nhưng nó tươi hơn, nó trẻ trung hơn. Thì điều đó đồng nghĩa rằng những anh em có thể là teen hoặc là có thể một cái gì đấy, sinh viên chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể xài được chai nước hoa này. Trong khi ở phiên bản Eau de Toilette thì nó thật là mặc định là chỉ là những anh em nào đã đi làm thì nó xài thì có vẻ nó hợp lý hơn đó. Sorry anh em, mình phải kiểm tra lại cái file ghi âm một tí. Ok. Điều thứ hai, đây chắc chắn là một trong những chai nước hoa office tuyệt đẹp. Nó có thể không hợp để đi cà phê, đi gặp gỡ thì thật ra đi chơi ấy, đi dã ngoại thì thật ra chai nước hoa này là không hợp. Đi cà phê thì
mình nghĩ rằng sẽ có nhiều chai nước hoa nó cũng không hề là kém cạnh về độ thơm. Tuy nhiên nếu như chúng ta xài trong office để đi làm ấy, mà đặc biệt là trong những cái kiểu không gian hẹp, bất kỳ một cái chúng ta sử dụng trong không gian hẹp thì Cherry Algebra nó sẽ đánh bại được cơ số đối thủ nước hoa mùa hè hiện đang có sẵn trên thị trường. Bởi vì với cái tông citrus và một chút cay nồng thôi, nó rất là, nói chung là rất là dễ chịu, dễ ngửi cho tất cả chúng ta, cho cả người xịt và cho cả mọi người phải ngửi đó. Thì nếu mà để so sánh với những chai nước hoa mùa hè đang có sẵn ở trên thị trường thì mình nghĩ rằng để mà đi làm thì nó sẽ đánh bại rất rất nhiều những đối thủ. Do vậy đây cũng là một cái điểm mạnh thứ hai, cái ưu điểm của chai nước hoa này đó. Cái ưu điểm thứ ba thì mình không rõ là trên da các anh em như nào, nhưng ở trên da của mình thì hiệu năng mùi của chai nước hoa này cũng khá là tốt, đặc biệt là về độ bám. Độ tỏa chai nước hoa này thì nó rất là, mình nghĩ, mình cảm giác nhiều khi nó hơi thiên hướng skin scent, thế nhưng độ bám trên da của mình thì nó rất là tốt. Thì đấy, tuy nhiên thì như mình đã nói, về bất kỳ một chai nước hoa nào về độ bám tỏa mùi nó phụ thuộc hoàn toàn là vào cơ địa của từng người. Trên da của mình bám tốt thì không có nghĩa rằng là anh em cũng như thế, cho nên nó cũng là một cái nó khá là khác vậy. Ok, còn nhược điểm của chai nước hoa này là như thế nào? Thực sự mà nói thì chai nước hoa này nó chỉ có thể phát huy được tốt nhất trong môi trường office hoặc là phạm vi không gian hẹp, còn lại thì nó gần như là không có nhiều một cái gì đấy đặc biệt so với những cái sản phẩm đang có sẵn ở trên thị trường, ví dụ như Light Blue Forever, rất nhiều Nautica Voyage, kể cả là Terre Immers All the Toilet, vân vân. Thì thật sự mà nói, chai nước hoa này ngoại trừ để sử dụng trong office, nó không có một cái gì đấy nổi trội hơn hẳn. Thì điều đó đồng nghĩa rằng nếu như với các anh em nào có một cái yêu cầu một chai nước hoa đa dụng thì đây không hẳn là một sự lựa chọn gọi là sáng suốt. Ok, tổng quan lại, có nên mua chai nước hoa này không? Thì thực sự đối với mình, đây là một câu trả lời khá là khó để có thể kết luận. Bởi vì nếu như mà anh em nào muốn một cái chai nước hoa, ok, tôi muốn dùng một chai nước hoa chỉ để đi làm, thì đây là một cái sự lựa chọn rất là ổn. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta muốn một cái phạm vi nó đa dụng hơn thì thực sự đây là một chai nước hoa lại không có quá nhiều những cái đặc điểm nổi trội so với những sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, thì anh em cũng nên cân nhắc nếu như quyết định sở hữu chai nước hoa này. Ok, thì bữa sáng mình vừa chia sẻ đến với các anh em những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Cherrelle Hermes Algebra. Rất hy vọng các anh em thấy thích video này. Còn bây giờ anh em mình bye bye và hẹn gặp lại.